Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì trên đường di chuyển từ sân bay về thì Tuấn có quay và gửi tới mọi người cập nhật mới nhất những cái hình ảnh trên tuyến đường đại lộ Đông Tây của thành phố Buôn Ma Thuột. Và trước tiên thì nếu như đây là lần đầu tiên anh chị ghé thăm kênh thì có để để lại những cái bình luận hay là bấm nút đăng ký kênh với hình quả chuông để khi kênh có những cái thông tin bất động sản mới nhất thì anh chị là những cái người mà đầu tiên mình sẽ nhận được. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình À, chúng ta đang đi trên đường đại lộ Đông Tây của thành phố Buôn Ma Thuột à, thì có điểm đầu ở vòng xoay Lê Duẩn Đinh Tiên Hoàng điểm cuối ở nút giao giữa quốc lộ 27 với đường Đam Săn vào cảng hàng không Buôn Ma Thuột dự án đường đại lộ Đông Tây thì có tổng chiều dài là 6,9 km do ủy ban nhân dân của thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư luôn nhà thầu thi công là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 515 năm năm. Dự án này thì được khởi công từ tháng 9 2015 nhưng có một số lý do làm cho dự án tới nay mới được hoàn thành. Đây là một trong những cái công trình giao thông quan trọng và trọng điểm của thành phố Buôn Thụt. Sau khi mà được hình thành thì Đại lộ Đông Tây kỳ vọng sẽ tạo ra cái điểm bứt phá cho thành phố khi rút ngắn khoảng cách di chuyển từ sân bay cho tới trung tâm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và thúc đẩy kinh tế cũng như là về du lịch của địa phương tuyến đường này thì hiện nay như anh chị và các bạn cũng thấy ở trên flycam là đã được thông xe. Đó thì chúng ta hiện nay đang được nhìn thấy cái tuyến đường Đại lộ Đông Tây từ trên cao. Chúc mừng anh chị có những cái bất động sản quanh cái khu vực này và ở khu vực Buôn Ma Thuột. Chắc chắn là sắp tới sẽ còn có rất là nhiều đột phá nhờ sự phát triển của giao thông và hạ tầng ở đây thì đang ngày một phát triển. Chúng ta đang chứng kiến những cái góc quay rất là nhiều góc quay từ trên flycam của tuyến đường Đại lộ Đông Tây rất là đẹp, một trong những cái tuyến đường mà được rất là nhiều mọi người của nhân dân của thành phố mong chờ. Hiện nay thì đã chính thức được thông xe. Tuyến đường này thì hiện nay cũng chưa có quá đông người dân đi lại, nhưng chắc chắn là khi thành phố được mở rộng ra thì tuyến đường này sẽ là một trong những cái nút giao thông quan trọng của thành phố có một số các cái hạ tầng giống như là vỉa hè thì em Tuấn quan sát rằng là hiện nay thì vẫn đang thi công những cái giai đoạn cuối cùng nếu như anh chị nhà đầu tư quan tâm các cái sản phẩm bất động sản để mua đầu tư hay là mua tích lũy để dành gì đó ở khu vực Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột đón đầu những cái tiềm năng bứt phá sắp tới ở đây thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo cái số hotline ở phía bên trên cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video này.